Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của cửa hàng Phú Hương bên em ha. Rồi hôm nay gửi đến anh em là cái lô B, chữ B phở ha. B phở ha. Anh em nào mua thì nhớ giùm em cái mã ha. Số điện thoại hotline bên em là 0967100003. Thì anh em lưu ý giùm em là không đừng có nên để cái số điện thoại của anh em lên cái phần bình luận ở trên YouTube. Bên em không có rảnh gọi ở trên đó đâu. Tại vì khi lên lô anh em gọi rất là nhiều, bên em không có thời gian để gọi cho những anh em mà để lại số điện thoại ở trên YouTube. Nên là anh em đừng có để, mà anh em để là rất là nhiều anh em đã bị lợi dụng và bị lừa đảo rồi ha. Là để số điện thoại đó rồi cái mấy cái thằng mà lừa đảo nó lấy cái số điện thoại nó gọi, nó mạo danh bên em, nó kêu anh em đặt cọc rồi chuyển khoản rồi chuyển tiền các kiểu tùm lum hết trơn, xong rồi nó biến luôn ha. Thì có nhiều anh em đã bị lừa như vậy rồi, rồi quay lại rồi đổi thừa em ha. Thì nhớ giùm em là chỉ đặt cọc hoặc là nhận cái số tài khoản từ cái số điện thoại này của em thôi. Bên em chỉ xài duy nhất số này thôi, không có cái vụ mà hết tiền điện thoại nên là phải lấy cái số khác gọi, là không bao giờ có cái chuyện đó nha. Anh em lưu ý giùm em ha. Rồi anh em nào muốn mua hàng thì nhớ giùm em là đặt cọc giùm em qua hình thức sử dụng hay cào điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Nếu anh em nào mà sử dụng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng thì bên em sẽ bao ship cho anh em luôn ha. Bao ship miễn phí ship toàn quốc cho anh em luôn nếu anh em chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng ha. Rồi bữa nay là cái lô này rất là rẻ nha anh em, chỉ từ 300.000 là anh em đã có máy rồi ha. Chỉ từ 300.000 thôi ha. 300.000 là có máy. Máy nào 300.000 thì anh em cùng theo dõi với em ha. Coi cái máy nào 300.000. Có nhiều lâu lâu bên em có lên mấy cái máy mà 500.000, 300.000, có nhiều anh em vô mới coi có máy dây, anh em cào phím anh em nói làm gì có cái máy nào ha. Thì coi hết đi rồi anh em sẽ thấy, sẽ có em mới nói, chứ còn không có em không nói ha. Đây là mấy cái máy cắt cỏ nha anh em. Ở lên đây là máy bơm, ở đó con thổi lá. Con này phun voi, bốn cái con này là máy máy cưa mà lam Latin ha. Bốn con này là lam Latin, còn cái này là mấy cái máy cưa máy cái lam thường. Rồi, thì anh em nào mua cái máy nào thì nhớ giùm em cái mã của nó. Ở trên này nó có cái mã nè ha, chữ B1, B2, B3, B4 nè. Rồi thì trước khi vô thì bên em sẽ lấy cái thước để đo cái lam, cái thước để lo cái lam với lại cái cân. Rồi sẽ lấy cái cân để đo ha. Rồi, cái này là dành riêng cho cưa nha. Rồi anh em nhớ giùm em cái số điện thoại hotline ha, 0967100003. Bên em chỉ xài duy nhất số này thôi. Rồi đầu tiên là hai cái con cắt cỏ, đầu tiên là cái con B1 và B2 đó. Hai con này là đầu tiên, hai con này là máy mà rất là đẹp nha. Con này là 23cc nha anh em, máy này 23cc. Hai cái con này là Kawasaki ha, Kawasaki lắp rời nha anh em, chạy rất là bốc nha. Và hai cái con này nó có cái chân luôn, cái vỏ của nó là vỏ nhôm nên là rất là bền, anh em bao da đập đồ kia kia các kiểu nó không có dễ bể như mấy cái hàng vỏ nhựa ha. Hàng nhôm thì nó rất là bền và nó sẽ tản nhiệt rất là tốt ha. Đấy, rồi cái bình xăng nằm dưới nó xài bơm xăng ra luôn nha anh em, lắp rời ha. Nó có cái chân luôn, có cái chân và có cái tay cầm luôn, xài rất là tiện lợi. Nếu mà anh em nào mà xài cắt cỏ mà điều kiện kinh tế mình ít đó, anh em lấy cái con này là cực kỳ hợp lý, nó đơn giản rẻ tiền ha, mà xài rất là cho bò nha. Hai cái con này là chạy cực kỳ cho bò đó, bao chạy cho anh em luôn ha. Nếu mà cắt cỏ mướn mà mua con này là tuyệt vời, hoặc là cắt cỏ nhiều á đó, là chạy tuyệt vời luôn nha. B1 B2 1,2 triệu ha. Con B3 với B4 này là giống nhau, cái con này là Tanaka, con này là Hitachi. Hai cái con này cái form nó giống nhau nhưng mà nó chỉ khác cái thương hiệu thôi nha. Đó, nó hoàn toàn là giống nhau luôn. Hai con đều là khoảng 22cc nha anh em. Đó, nó chung một cái form luôn. Anh em thấy không? Cái thiết kế nó giống hệt nhau mà nó chỉ khác cái hiệu thôi. Bên đây là Tanaka, bên đây là Hitachi ha. Hai cái con này đều xài cái ga là ga giữ hai chế độ ha. Vừa bóp vừa giữ nha anh em. Vừa bóp vừa giữ ở đây ha. Đó, hai chế độ Tanaka và Hitachi ha, hai tay cầm. Rồi chắn cỏ đây là chắn cỏ zin ha, nó có cái chén này luôn, anh em có thể gắn ổ cước cũng được, chế vô. Còn cái con bên đây thì đặc trưng là nó có cái như một cái dạng lưỡi dao mini nha. Đó, anh em cắt rất là tiện nha. Cái này là của zin của Nhật nha, chứ không phải bên em chế ha. Nên là bên em hai con này bung đi đứng nè. Bên em bữa hổm mới giao cho thằng bạn cho nó mua, nó cắt cỏ lao sậy đồ này kia, nó xài cái con này nè, chạy rất là bốc nha. Cắt lưỡi dao tuyệt vời luôn, lưỡi tròn cũng được luôn. Đó, nó cắt lao sậy thì mình chỉ xài lưỡi dao hoặc lưỡi tròn thôi, còn nếu cắt cỏ nhỏ nhỏ thì anh em có thể xài ổ cước, dây cước được ha. Đó, hoặc là cỏ quang đồ này kia đó. Rồi công tắc ở đây ha, B3 và B4 hai con này 1,5 triệu. Rồi kế tiếp nữa là cái con này là cái con này là Kawasaki nha anh em. Con này là nòng 34 ly nha, 25cc, nòng 34 ly, lắp rời luôn. Con này mà anh em gắn bình xịt thuốc là tuyệt vời đó. Cái tùm của nó rất là đẹp, cái tùm rất là đẹp nha, cái tùm con này đẹp lắm.
đó, tôm tôm nhôm luôn, tôm nhôm mà nó có cục cao su, nó giảm trắng ha, nó có giảm trắng ở đây, chạy rất là đẹp. Con này là Kawasaki nha, máy đẹp lắm anh em. B5, con này chiều 7 nha, con B5 này chiều 7, vú bơm lớn luôn, cái dòng cao cấp ha. Rồi hai tay cầm da nha, cái đệm này là đệm da trắng cỏ zin ha, trắng cỏ zin, da mà da xịn nha anh em, da Nhật luôn đó. Rồi con B6 này 1,7 triệu, con này là Shingu 26cc, nòng 34 ly luôn đó. Một tay cầm rất là gọn nha anh em, rất là gọn mà nòng 34 ly, chạy cực kỳ bốc, tương đương với TL26 nha. Đây là ga nè, đây là một tay cầm nè ha, trắng cỏ là trắng cỏ hai mới ha. Con này rất là đẹp nha, con này đời cao á, con này đời nó khoảng 2014 tới 2015 á. Rồi con B8, con B8 này là 2 triệu ha. Cái con này là cái con danh ma nha anh em, cái con danh ma. Cái con này thì nó vừa có đề, vừa có pin ở đây, và có chế độ nó sạc lại pin luôn, nó sạc lại pin luôn, hoặc là anh em sạc rời ở ngoài này luôn. Nhưng mà trong cái điều kiện bên em mới nhập về đó, thì bên em chỉ mới có làm nổ thôi, chưa có kiểm tra cái hệ thống đề, chưa kiểm tra hệ thống pin, chưa kiểm tra hệ thống sạc. Cam kết với anh em là chưa hay kiểm tra luôn. Nhưng mà máy này anh em nhìn đi, rất là đẹp nha. Đó, mấy cái hệ thống đề, pin, sạc đồ này kia thì anh em về anh em nghiên cứu, anh em test giùm em ha. Cho bên em thì bên em không có thời gian, chỉ về cho họ nó làm nổ thôi, chứ nó không hề gớ vô máy này luôn, zin toàn bộ luôn ha. Nên là anh em về nghiên cứu, nếu mà pin nữa thì về mình cho nó sạc rời lại, rồi cái motor đề đó mình kiểm tra ha, mình kiểm tra lại. Nếu mà nó hoạt động ok là đưa vô là đề phát một luôn, tại vì nó có nguyên cái công tắc là còn ở đây, còn nguyên zin luôn. Nói chung là cái con này anh em mua về là sưu tầm là tuyệt vời luôn đó. Ha, nếu mà anh em mua về sưu tầm, hoặc là anh em mua về chế độ này kia mà kiếm cái máy có đề đó, pin có đề đó là tuyệt vời luôn. Tại vì cái con danh ma này là cái con mà 209, danh ma 209 nha anh em. Giờ nó giống như cái phơm của con Echo 209 đó, nhưng mà cái bản này là bản của danh ma đó. Danh ma là thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nha đó. Con này thì nó nồng, cái nồng nó đâu đó gần khoảng 33 ly nha đó, lắp rời luôn nha anh em, lắp rời, nó tương đương với thằng này nè, nó giống như thằng này nè, nhưng mà máy này bự hơn, con 300 ngàn này là bự hơn. Con này nó tới nồng, nó tới 34 ly lận. Còn cái con, nhưng mà cái con này rất là đẹp nha anh em, nhìn rất là đẹp đó. Hôm gài có nhiều anh em lại tiệm hỏi mua cái con này lắm, nhưng mà chưa có thời gian làm nổ á, chưa có thời gian làm nổ nên là chưa có giao được, bữa nay mới lên nè. Anh em nào coi bữa hổm mà ghé tiệm mà chưa có mua được cái con này do bên em chưa làm nổ đó, thì bữa nay anh em săn đi nha. Con B8 này 2 triệu nha, có đề, có pin, có sạc rồi gì các kiểu luôn ha. Đó, danh ma 209 ha. Ốc nè anh em nhìn rất là đẹp nha anh em. Đó. Máy cực kỳ đẹp luôn. Nước sơn zin nha. Anh em nhìn cái phần nước sơn nè. Con máy này rất là đẹp. Máy zin sa beng. Đó. Rất là đẹp. Lốc tuyệt vời luôn. Rồi cái motor nó nằm đây nè, motor điện nó nằm đây nè. Nha. Thì thường là nó xài cái motor điện, cái nguồn của nó thì nó đâu đó khoảng 6V hay là 9V hay 12V là đều đưa vô đề được hết. Đó, mình đề khoảng trong vòng khoảng 15 giây thôi. Đó, mét zin sa beng nha anh em. Nước sơn là tuyệt vời, nói chung là con này không có gì để chê nha. Đó, cái lắp nè. Có đề, có pin, có sạc luôn ha. Rồi bữa nay xả cho anh em một cái con, là cái con ba lô. Cái con ba lô nha. Cái con này là bữa hổm về đó là nó có lắp nữa, có cái lắp nữa, nhưng mà dục ở đâu quên rồi. Nếu mà anh em là lấy cái lắp luôn, giao luôn là khoảng 500 ngàn. Còn nếu mà anh em lấy cái đầu máy này không là 300 ngàn nha. Bên em chỉ bao lửa thôi nha, bao lửa thôi, nhưng mà cái nòng thì nó không có cứng nha, có lửa đàng hoàng nha anh em nha. Em thử nha, cho anh em coi nha, chạm mát mà được đó. Em không thấy nó hôn rung đó, nói chung là có lửa nha. Hơi hám đồ này kia là nó còn, thấy là còn rất là ok nha. Em giật lại nha đó, em thấy không, thấy nó hơi rung, nó có lửa ha, nồng không có cứng nha. Cái này là về em xúc rửa là bình xăng con là chắc là giọt luôn đó. Con này là Echo 253 nha anh em, máy ba lô. Con này mà gắn cái lắp vô với lại nằm nổ là bán là từ giá khoảng 2 triệu đổ lên nha anh em, tại máy nó máy ba lô nha. Rồi em bán nguyên cái cầm mi về là 300 ngàn nha. Anh em về tự làm nổ lại ha, em chỉ bao lửa với bao không cứng nằm thôi ha. Đấy. Rồi, con này là nồng nó khoảng là 34 ly nha anh em, Echo á. Nội mà cái chụp giật này không anh em tháo ra, anh em bán cái chụp giật này không là cũng hơn 300 ngàn rồi nha. Nói thẳng với anh em vậy, tại lâu lâu rồi xả bán cho anh em chơi con vậy ha. Rồi, con này là B7 ha. Rồi tới tiếp là bơm nước thì ở đây nó có hai con mình sang trên. Con này là Shinawa, con này là nồng 34 ly nè. Con này B22 1,3 triệu nha. Bữa nay em quay là không có theo thứ tự nha anh em, coi nhớ giùm em cái mã chứ nó không theo thứ tự nha, tại vì em sắp
sắp lộn xộn thằng ổng chưa đó. Bữa nay bà vợ bỏ em bà đi xì ba rồi nên là có mình anh em sắp máy à. Đó. Bình thường thì có bà sắp rồi. À, con này là Sinowa nồng 34 ly, bình xăng trên B22 1.3 ha. Con này thì cái cột áp cái thông số nó giống con này. Con này nè. Con B23 này là Kawasaki cũng bình xăng trên. Cái bình xăng con này thì bình xăng nhìn nó cứng cáp hơn bên đây nha. À, nhưng mà bên đây thì nó cái bình xăng nó gọn, nó nhỏ, nó nhẹ. Còn bên đây thì nhìn nó cứng cáp thiệt nhưng mà nó hơi nặng nề, nó hơi cồng kềnh, hơi bự ha. Nhưng mà anh em nào mà chạy lâu quá thì lấy cái bình này thì lâu mình mới châm xăng, còn sẽ ít thì lấy bên đây. Đây là hộp số nữa nha. Rồi anh em đọc anh em hiểu không? 120 lít một phút. Cột áp 35m ha, máy in cho băng. Rồi con bên này cái thông số bơm là y chang vậy luôn. Hai con thì cái thông số nó giống nhau. Nhưng mà bên đây nói chung là con Sinowa này thiết kế theo cái form là cái form nó gọn. Cái bơm nó cũng làm nó ốm hơn nhưng mà cái lưu lượng bơm của nó vẫn cái lưu lượng nước mà nó ra nó vẫn y chang như con này nha. Còn bên đây nó làm theo cái kiểu mà cứng cáp, nó kiểu mà nó vững chảy ha, thì nó thiết kế theo kiểu vững chảy. Còn bên đây nó thiết kế theo cái kiểu gọn, anh em thấy không, cái chân nó làm nó cũng tiết giãn hơn. Còn hàng bên đây là nó làm nó rất là cứng cáp, nó theo cái tiêu chuẩn là cứng cáp đó nên là nó sẽ nặng hơn nhưng mà nó cứng cáp nha, nó chơi nguyên cái mâm này luôn đó. Giờ là thấy rất là cứng cáp rồi, thằng này thì chơi hai cái cây sắt thấy rồi đó, nên là anh em nào muốn gọn dễ di chuyển thì lấy thằng này. Còn nếu mà cứng cáp rồi đầm rồi kia chắc các kiểu thì anh em lấy con bên đây nha. Hai con này đồng giá B22 B23 3 ha. Rồi kế tiếp nữa là một cái con bốn thì, con bốn thì này là Cosin, con này là tương đương với Honda GX35 nha, tức là một ngựa rưỡi nha anh em. Con này bữa nay là giá là phải nói là giá rẻ tuột quần luôn. Bình thường là nếu mà anh em nào mà có theo dõi kênh bên em đó là mấy cái con này là giá là rẻ nhất là cũng khoảng 3 triệu, còn mà cao nhất là khoảng 3,5 triệu, nhưng mà bữa nay mua được cái con này giá rẻ bán rẻ cho anh em nha. Con này là chỉ có 2,4 triệu nhưng mà vẫn đảm bảo cho anh em máy chạy rất là tuyệt vời nha, nồng hơi đồ rất là ok nha, tại vì mua rẻ thì bán rẻ cho anh em nha. Đấy. Rồi đây là thông số nữa nha, 130 lít một phút, cột áp 35m nha nè. Con này thì cái đời của nó là khoảng đời 2016 nha nè. Con này đời khoảng 2016, bình xăng rất là mới nha. Động cơ 4 kỳ nha nè, 4 kỳ mà là một ngựa rưỡi nha. Có cái loại mà K25 nữa, là một ngựa mốt thì nó rẻ hơn nữa nha. Nhưng mà cái giá với cái giá 2,4 triệu mà động cơ 4 kỳ này thì nó rẻ húi rồi nè. Nếu mà anh em không mua cái con này là anh em rất là tiếc nha. Anh em nào mà có nhu cầu mua máy bơm nước động cơ 4 kỳ mà một ngựa rưỡi thì anh em nên tranh thủ lấy con này. Con này 1,5 ngựa, còn nếu mà hai cái con này mà quy đổi ra ngựa thì nó khoảng là 0,9 ngựa thôi nha anh em. Nếu mà quy đổi ra sức ngựa đó là hai con này là 0,9 ngựa, thằng này là 1,5 ngựa, tức là thằng này là bơm là muốn gấp đôi hàng này ha. Mà máy là máy 4 thì luôn đó. Rồi ok anh em ha, boy 27 2,4 triệu rẻ húi luôn, rẻ tuột quần, anh em không mua là anh em tiếc nha. Rồi bữa hổm anh em nào kêu em kiếm cái máy thổi lá cầm tay, bữa nay có một con ngay chô nha, nè có một con ngay chô cái hỏi có cái ống luôn nha. Đó con này cái nồng của nó khoảng 33 ly anh em, nồng khoảng 33 ly thì đâu đó nó khoảng 24-25cc đó. B25 này 2,1 triệu nha, nó rất là nhẹ anh em, nó là ngựa rất là nhẹ. Ê chô rồi ok anh em ha, rất là nhẹ. Con này đâu đó chừng cỡ có cái căng mà cỡ gì trời. Rồi con này 4,3 kg nha anh em, con này 4,3 kg nha. Nó xài cái chế của giờ cái chế giống như cái chế của máy cưa, vừa chỉnh xăng vừa chỉnh chó được, vừa chỉnh anti được nên là chạy rất là bốc nha. Con này chạy rất là bốc. Đó. Anh em thổi đá mi đồ này kia đá là thổi được luôn chứ đừng có nói mà lá cây nha, lá cây là chuyện nhỏ nha anh em. Thổi đá mi được luôn ha. Con này thổi đá mi được luôn. Cái cánh quạt của nó là cái cánh quạt nhôm nha. Đó. Rồi, B25 này 2,1 triệu nha anh em. Bữa nay là vô này rất là rẻ luôn. Rồi, kế tiếp là mình tới cưa nha. Cưa thì có cái con B9 này là 1,7 triệu nha. Con này là cái con partner của Mỹ nha nè, Made in USA nha. Con này là máy cơ bắp của Mỹ, Made in USA Mỹ ha. Nó phiên bản Yaluxe. Yaluxe có nghĩa là phiên bản xa xỉ đó nè, tức là phiên bản cao cấp á nha. Con này là máy tay cục nha, chạy rất là sướng nha nè, lốc nhôm. Đó, máy tuyệt vời nha, màu vàng chanh. Đó, rất là đẹp, màu vàng chanh luôn. Con này anh em mà mua sưu tầm thôi cũng đẹp nha chứ đừng nói mà xài. Đó. Chân về chân cái máy mà trong cái kho hoặc là cái xưởng hoặc là cái trang trại của anh em mà anh em để chân cái máy mà để chữ Made in USA thôi là thấy có giá trị rồi. Đó, giá trị cao luôn. Mà cái lam nó còn mới chát luôn nè anh em. Bất ngờ. 14 inch. Đó. 14 inch là nhiêu? Mình hai lúa mình không biết, mình kéo ước mình đo đi. 14 inch là nhiêu tôi không biết, tôi đâu phải dân Mỹ đâu. Tôi dân Việt Nam mà. Đó, con này lam nó lam 4 tấc nha anh em. Lam 4 tấc, lam 14 inch là lam 4 tấc ha.
Rồi con B9 là 1,7 triệu nha. Con này là sản xuất tại Mỹ anh em, nhưng mà bán tại thị trường Nhật, nó là hàng Nhật bãi nha. Rồi B9 1,7 triệu. Con này thì 5 kg nha. Con này 5 kg B9 nha anh em. Rồi kế tiếp nữa là cái con Austin. Austin là Austin 015 ha. Con này Austin 015, cái dung tích của nó thì nó khoảng 40cc. Con này thì nó khoảng 40cc. Con này 1,8 triệu nha, cũng làm 4 tấc anh em. B10. Con này B10 1,8 triệu nha, anh em nhớ giùm em cái mã nha, anh em không nhớ mã là không có bán được nha. Đó, Austin 015 khoảng 40cc ha, con 1,8 triệu. Cái lam còn chữ Austin luôn. Rồi con này 5,3 nha, 5,3. Rồi ở đây nó có hai cái con đỏ này là Makita, con này là Echo, hai con này nó cái form nó giống nhau. Cũng kiểu giống như là cái con Hitachi với lại Tanaka bên đây nha anh em. Cái form nó giống nhau nhưng mà cái hiệu của nó thì nó khác. Cái form nó giống nhau nhưng mà cái hiệu nó khác. Cái con này thì cái tem chỗ này là Makita nha, nhưng mà tại vì trong quá trình rửa cái tem nó bị mắc rồi nên là em dán cái tem Echo vô cho nhìn nó lịch sự, cho nó là cái máy Makita nha anh em. Đây. Makita 2935. Đó, 2935. Matching cho bằng. Còn cái con này là Echo, Echo chính hiệu. Echo này 281 hay gì nè. Ở đây nó không thể hiện rồi. Ở đây nè. 281 đúng rồi, em nhớ không lầm ha. Echo 281 29cc. Nói chung là hai cái con này là đều là 29cc nha nè, mà nó là nòng đứng. Đó. Nó là nòng đứng thì là 29cc thì nó tương đương với khoảng 33cc nòng nằm đó. Tức là nó nòng đứng hay chạy nó bốc hơn, kiểu nó bốc hơn, cảm giác mình chạy nó sướng hơn. Với lại là cái hàng nòng đứng này nó rất là gọn nha. Cái form của nó giống như cái kiểu dưa leo vậy đó, nên là nó rất là thon, thon gọn và nó nòng đứng, chạy cái cảm giác nó đem lại cái cảm giác của mình, cho mình cái cảm giác nó chạy nó phấn khích hơn là mấy cái hàng nòng nằm. Rồi, thì cái con này Makita này là B14 này 1,9 triệu nha. Và nó nhẹ nữa nha nè, nòng đứng là nó sẽ nhẹ. Con này làm 4 tấc nha. Nè, cái nòng nó đứng gọi là nòng đứng nha. Ở đây có vú bơm nè. Rất là nhẹ nha. Anh em mà cưa gia đình rồi về kia cưa củi rồi này kia lấy con này xài sướng lắm, lâu lâu nó mới có nha. 3,5 kg, 3,6 kg, 3,7 kg nha nè, 3,7 kg, anh em thấy không? Máy rất là nhẹ. Rồi, con này cũng vậy luôn. Con này thì là Echo. Con này làm nó gần 4 tấc ha, gần 4 tấc. Rồi. Con này 3,7 kg, con này nhiêu? Con này 3,8 kg nha nè. Echo này 3,8 kg, nặng hơn xíu ha. Rồi, kế tiếp nữa là một cái con là Shingu. Shingu này là Shingu 301. Con Shingu này rất là ngầu nha nè, nó đi cái form đỏ đen nha. Đó, cái form này rất là ngầu, nhìn nó rất là đẹp. Con này thì cái lam của nó là lam 3,5 tấc nha nè, lam 3,5 tấc, anh em cưa được cái cây đường kính khoảng là 7 tấc nha. Đấy, Shingu 301. Con này cái màu nó rất là ngầu nha. Đó, màu đỏ đen. Đó, con này rất là bền màu, con B16 này 2 triệu nha anh em. Máy này máy tuyển nha, rất là đẹp. Máy tuyển nha. 4,7 kg nha, con này 4,7 kg. Con này anh em cưa củi được nè, hạ cây đứng được nè, cưa mấy cái cây mà chàm, cây đước, cây củi đồ này kia là rất là ok nha. Cỡ cưa cỡ cái hùng phi đó vẫn được nha. Con Shingu này nè, cưa rất là khỏe và ít hao xăng ha. Đấy. Rồi anh em nào kiếm tay cục mà Echo đó thì bữa nay có một con Echo Hoàng Thánh, Echo 302. Mấy cái con này bình thường là giá nó khoảng 2,3 triệu nha anh em, nhưng mà bữa nay cái con này rất là đẹp mà giá nó chỉ có 2 triệu thôi. Bữa nay hên mua được cái lô này, nói chung là giá nó mềm lắm, giá nó mềm là bán được cho anh em ra cái giá nó mềm. Mình mua hấp thì mình bán hấp, mà mua cao thì mình bán cao đó. Nhưng mà hiện nay là mấy cái hàng nhập bãi là mấy tuần nay là nó không có cho nhập về nha anh em, nó cấm nhập rồi đó, nó cấm nhập từ bên Nhật về đó, nên là mấy máy nó về đó rất là ít. Sắp tới là giá máy nó sẽ lên rất là cao, tại vì nó khan hàng mà đó. Nó khang hàng. Con này làm 4 tấc nha, xích rất là dày nha anh em. Xích này nó dày cũng cỡ 95% nha. Đó. Con này có phanh và phanh còn hoạt động luôn ha. Đấy, có phanh và phanh còn hoạt động nha. Con B18 này là Echo 302 nha anh em. 302 thì nó khoảng 31cc. Máy rất là đẹp nha. Đó, mới rửa xong nên là còn nước ha. Đó, B18 2 triệu. Bình thường là 2,3 triệu lận á. Anh em có theo dõi kênh bên em là anh em biết. Đó, em không phải là nó xạo đâu. 4,1 kg, 4,2 kg, 4,3 kg ha. Con này 4,3 kg, GC 302, Echo tay cục. Đó, rất là đẹp nha, đời rất là cao. Rồi anh em nào khoái, bữa hổm khoái cái con Echo dưa leo mà mua bị hụt đó, bữa nay có con nè, Echo dưa leo. Đó, tại vì sao nó giống trái dưa, nó giống hệt trái dưa leo anh em, rất là hon ha. Con này là Echo 3,001 nha. Đó, con này thì cái chụp giật nó có trợ lực. B17 này cũng 2 triệu luôn. Nó giống như cái con Echo bên đây nhưng mà nó là hàng tay dài. Nó là hàng tay dài. Đó, cái công suất thì nó cũng xem vậy luôn.
nó cũng là 31cc ha. Con này 31cc lam rất là dài. Con này là lam 3 tấc rưỡi nha. Con này lam 3 tấc rưỡi. Con này có phanh và phanh còn hoạt động và xích rất là dài nha anh em. Xích rất là dài. Echo dưa leo. Đó. Con này bình thường cũng khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3. Bữa nay là chỉ có 2 triệu thôi nha. Mà máy rất là đẹp, đảm bảo cho anh em là máy nổ rất là ngon, không ngon không giao. Không ngon sẽ hoàn cọc lại cho anh em liền. 4,5 kg đúng luôn. Con B17 2 triệu ha. Rồi, anh em nào khoái cái thằng Tanaka mà cái chụp giật mà trợ lực. Đây, cái chụp này trợ lực và con này là cái con siêu phẩm bữa nay. Nói chung là cái con này là cái con đẹp nhất trong cái lô ngày hôm nay. Đó là Tanaka chụp giật trợ lực hết tát nè anh em không? Hết có nghĩa là viết tắt của cái chữ shop. Shop có nghĩa là nhẹ nhàng, mềm mại. Tát có nghĩa là khởi động, giật nhẹ nhàng mềm mại, tức là nó đang nói với cái chụp giật này có nghĩa là chụp giật trợ lực. Nè, anh em nhìn nước sơn đó nè, rất là đẹp nha. Đó, nhìn ốc nè. Can xà beng nha. Con này là hàng siêu phẩm nha nè. Hàng siêu phẩm, hàng tuyển đó. Đó. Cái bô cũng đẹp nữa ha. Tanaka này là 3335. 3335. Đó thì nó khoảng 33 tới 34cc đó. Cưa rất là khỏe nha. Đó, và máy rất là đẹp. Lam này dài nha. Lam này 4 tấc 2 rồi ha. Lam 4 tấc 2. Tăng đưa trên lam luôn. Xích là cực kỳ dày các anh em. Anh em nhìn xích của bên em nè, rất là dày. Đó. Con này rất là đẹp nha. Quay cận cảnh cho anh em coi nước sơn. Nước sơn zin nha anh em. Đó, để không hồi nhiều anh em nói em sơn lại cái màu cam này là không có nha. Nước sơn zin ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Con B19 2,4 triệu. Anh em hốt liền. Con này thì tại vì giá nó cao, tại vì nó là hàng tuyển, hàng siêu phẩm rồi. 4,5 kg đúng luôn ha, B19. Rồi, đây là một cái con Shinawa. À, cái con này là phải đem lên đây anh em ơi, tại vì sai rồi. Sót, con này là bị sót nè. Tại sao anh biết không? Tại vì cái con này là lam Latin luôn. Nó như vậy là trong cái lô này mình tới là lam Latin là tới 5 con chứ không phải 4 con nha. Tại vì bữa nay em sắp là lam Latin. Rồi bây giờ mình sẽ vậy là mình để nó nói cuối đi ha. Bây giờ mình sẽ nói lại từ đầu. Tại vì 5 cái con này là lam Latin. Thì có nhiều anh em lên trên cái phần bình luận anh em nói là nên sắp những cái máy nào mà lam Latin theo một máy, theo một cái khu để cho nhiều anh em lựa, để thôi cứ nói làm bánh xe lam Latin rồi cái anh em lộn á. Nên là bên em sẽ tiếp thu ý kiến đó, và bên em sẽ để nguyên một cái dọc này luôn, là từ đây tới đó là toàn bộ là lam Latin hết ha. Lam Latin thì nó sẽ bền, nó không có gì để hư, chạy hoài chạy hiên hưu luôn ha. Đó. Con B11 này là 1,950 nha. Con này là XT015. XT015 tức là cái con này nó giống như cái con đâu tiêu rồi. Đây nè, con B10 nha, nhưng mà B10 này thì đi lam bánh xe thôi. Còn cái con này thì nó đi lam Latin. Nên là nó mắc tiền hơn, mà mắc hơn có 150 nha, không đáng kể. Nhưng mà mình được nhiều thứ. Con này làm nó 4 tấc ha, làm 4 tấc, xích rất là dày nha nè. Máy bên em là hầu như là rất là dày. Anh em cứ chú ý cái phần xích nè. Con này 1,950 ha, 40 khoảng 41cc. 5,1 kg, 5,2 kg nha nè, 5,2 kg. Rồi tương tự con này cũng vậy. Con này cũng là XT015 luôn. Cũng là B12 1,950. Anh em giờ không nhớ dùng cái mã anh em mua là không được nha. Anh em phải nhớ dùm em cái mã. Lam Latin đầu nhọn luôn. Con này lam 4 tấc ha, xích rất là dày. Cũng 41cc luôn. 1,950 thôi có cái lam Latin. 5,2 kg. Nội anh em về háo cái lam Latin không là anh em bán hết 600-700 ngàn rồi. Rồi, con B13, con này là 1,9 kg. Con này là 1,9 kg. Như vậy là con này là trong những cái con mà lam Latin mà giá rẻ nhất trong cái lô này, đó là Ryobi ha, Ryobi 300. Con này là 30cc. Lốc nhôm nha anh em, nên là chạy nó tản nhiệt rất là tốt và nó đầm và nó khi mà lốc nhôm thì mình chạy nó rất là bền, nó không có lỡ mà cắn đồ này kia, nó không có bể dễ bể như nhựa ha. 3,5 kg. Con này 3,5 kg, với lại là nó sẽ đem lại cho anh em cái cảm giác cầm rất là chắc tay nha. Cái lam Latin luôn nha anh em. Lam Latin mà bản bự luôn. Đó nên là cưa rất là khỏe ha. Một khi mà nó ăn vô gỗ rồi đó là nó có, sẽ có cái trọng lực nó đè xuống là cưa rất là ok nha. Rồi con B13 này 1,9 kg ha nè, Ruby 300. Con này 5,2 kg ha, 5,2 kg. Có cái ốc chỉnh cái lượng nhớt ra lam luôn nha. Rồi bữa nay là cái con này là lam khủng nè, máy khủng lam khủng luôn nè. Con này là Echo 451 45cc nha, 45cc chống chỉ định với những anh em mà ốm yếu. À, con này là dành cho anh em đi khai thác nha, khai thác gỗ đồ này kia hoặc là cưa mà khủng á,
cưa mà hàng giữ hàng khủng lắm, tại vì nó bự mà nó nặng lắm nha, mà nó đi cái lam Latin luôn, nên là anh em khỏi phải quan ngại cái chuyện mà cái lam nó bị cháy hoặc là bị khô nhớt đồ này kia đó. Rồi nó có thêm cái bơm nhớt tay ở đây luôn cho anh em nè, nó vừa đi cái lam Latin mà có thêm bơm nhớt tay, rồi nó có bơm tự động luôn, nên là chạy con này là cực kỳ yên tâm. Nó chỉ có một cái là nó nặng với nó bự thôi, yếu và không, nó không nổi nha, nó tới 45cc nha anh em. Con này lam nó 5 tấc rưỡi nha, lam 5 tấc rưỡi là cưa cái cây cỡ đường kính 1 mét nữa, khủng khiếp luôn ha. Cái này phải đi là cỡ 5 tấc đồ này kia đó, nên là anh em nào khoảng trên 50kg thì mới giật nổi con này nha đó, giật phải mạnh dứt khoát ha, với lại cái máy nó khủng nha. Chứ anh em mà mới xài máy cưa lần đầu hoặc là cưa mua máy cưa xài cho gia đình mà mua con này là hơi bị khủng nha, giống là mua chiếc xe máy để đi làm mà đi mua chiếc xe phân khối lớn như là không phù hợp nha. Con B20 này là 2.4 triệu ha. Còn nếu mà anh em xài mà cưa khai thác đồ nhiều đó, lấy con này là tuyệt vời, nó khỏe lắm, nó nặng tới 7.5 kg nha. Con này nặng biết 7.5 kg nha anh em, lam 5 tấc rưỡi. Cái con này mà anh em tháo cái lam ra, anh em bán là cái lam khoảng cả triệu bạc đó. Tại vì cái lam 5 tấc rưỡi rất là có giá trị nha. Rồi Shinawa 380 nha anh em, Shinawa 380 nồng đứng nha. Con này là Shinawa 380 nồng đứng lam Latin 38cc. Bình thường là nó có mấy cái con mà Shinawa 300 đó anh em thì nó khoảng 30cc, còn con này nó lớn hơn tới 8cc. Mà máy 2 thì mà nó lớn hơn tới 8cc là nó chênh lệch rất là lớn nha anh em. Máy rất là mà khỏe nha, khỏe hơn nhiều luôn á. Con này nồng đứng nha, 380. Cây lam còn đọc được chữ Shinawa luôn nha anh em. Đó, cây lam Latin mà nó còn chữ Shinawa là rất là giá trị nha. Lam Latin là nó đã có giá trị rồi mà nó có chữ Shinawa nữa là nó còn giá trị hơn nữa, tại cây lam Shinawa cực kỳ mắc nha. Đó, con này là lam 4 tấc 2 ha, nồng đứng 38cc. Anh em nào mà xài mà cưa gia đình mà có điều kiện chút xíu, anh em hốt cái con này trong tầm giá B21 3 triệu này là tuyệt vời, tuyệt vời luôn ha. Cưa rất là khỏe mà nó nồng đứng nữa, mà lam Latin nữa thì khỏi cần phải gì để bàn nữa rồi. Đó, xích rất là dày nha, con B21 này 3 triệu. Con này 5.2 kg nè, 5.2 kg ha. Rồi cuối cùng là một cái con phun voi hỏi lá. Anh em phun voi cũng được, anh em hỏi lá cũng được, thậm chí là anh em hỏi cái cục đá luôn cũng được luôn ha. Thì con B26 này là 2 triệu. Con này là Kawasaki nha, Kawasaki mã nó là 115, nó có cái ống luôn ha. Đó, có ống luôn. Hoặc là anh em mua về phun voi bột cho vườn gà, vườn trang trại, ao đồ này kia đó, ao cá đồ này kia đó là cũng tuyệt vời luôn ha. B26 này 2 triệu anh em, máy Nhật ha. Rồi ok, như vậy là em qua hết mấy cái máy cắt cỏ, máy cưa, máy bơm nước, máy hỏi lá cho anh em luôn. Thì trong cái phần video bên em đã có giới thiệu rất là chi tiết rồi, thì anh em coi cái máy nào mà có nhu cầu của mình, có nhu cầu đó thì gọi qua giùm em số hotline là 0967 100 003 ha, rồi tiến hành đặt cọc trước giùm em 200.000, rồi bên em sẽ chốt máy đây. Nhớ giùm em, lô nào em cũng nói cho em có chỉ xài duy nhất số này thôi, mà vẫn có cứ mỗi lần lên lô là có vài anh em bị lừa. Cứ để cái số điện thoại trên phần YouTube comment của YouTube chi, bị cho mấy cái hàng lừa đảo nó mạo danh em, nó lừa đảo anh em nha. Rồi anh em chú ý giùm em các phần này ha. Rồi bữa nay giới thiệu với anh em luôn, bữa nay mới lên được cái hùng lo nè nha. Cái này là cái súp nè, cái lo nè, ca với lại nghe hát là nghe là tuyệt vời luôn. Thì bên em sẽ làm riêng một cái clip review về cái dàn âm thanh này, thì có gì anh em đón theo dõi ha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em video tiếp theo.